Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Đó là em đây, sở đến một của ETE, sở đến một của Nguyễn Tất Nhiên. Và hôm nay em lại đang đứng trước một căn biệt thự nhà vườn mái Nhật. Đó, căn biệt thự nhà vườn mái Nhật này có địa chỉ tại thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội. Đó, em xin review căn biệt thự nhà vườn mái Nhật cho quý vị và các bạn khán giả cùng xem. Căn biệt thự này là căn biệt thự nhà vườn tân cổ điển nhẹ các bạn nhá. Đó, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà đó là màu trắng. Điểm nhấn của những cái đường phao chỉ đó là điểm màu ghi nhạt. Đó, và mái. Đó, căn nhà này thì được giật khối rất là đẹp, giật 3 khối ạ. Đó, chiều dài của căn nhà này là 16m và chiều sâu 10m. Đấy, chiều dài 16m cả cái khu bếp phụ ở bên tay trái đây ạ. Đó. Đó, em thấy là căn nhà này tương đối đẹp đấy ạ. Đó, nếu bạn nào chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến cái mẫu nhà vườn mái Nhật này, có thể xem qua cái video này. Đó. Đó. Căn biệt thự nhà vườn mái Nhật, 4 phòng ngủ, phòng ăn kết hợp bếp, kết hợp không gian thờ. Đó, bước chính giữa vào căn nhà đó là vẫn cái truyền thống của cái bậc thềm ạ. Căn nhà này được thiết kế 3 bậc và tâm của tim cột. Mày mở bếp mà quay. Vâng ạ, kể cháu ạ. Vâng ạ, tim cột là khoảng 2m ạ. Đó, và chiều sâu là khoảng 2m 2 2m rưỡi. Đó, với những cái đường led đơn giản thôi nhưng mà nó lại tôn lên cái vẻ đẹp của ngôi nhà. Đó, giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em vào thăm căn nhà. Bước vào căn nhà nó là vẫn khu chính giữa, đó là nội minh đường và phòng thờ. Đó, khu nội minh đường kết hợp phòng khách. Đó, khoảng này chúng ta có diện tích khoảng 40m2. Đó, và chính giữa là phòng thờ. Phòng thờ này là khoảng 8m2 các bạn nhá. Phòng thờ này bạn ấy để hơi nhỏ đấy ạ. Đó, và trần, bạn trần đơn giản thôi. Đó, những cái đường led, những cái lước sơn rất là đơn giản, tạo lên cái màu của ngôi nhà rất trang nhã. Đó, và bên cạnh phòng thờ này, tính từ trong nhà ra đó là bên trái, xin lỗi quý vị khán giả và các bạn, đó là bên phải, bên phải của chính nhà, đó là một cái phòng ngủ. Đó, ở đây phòng ngủ em gọi phòng ngủ này, phòng ngủ số 1. Phòng này được khoảng 18m2 ạ, được mở 2 cửa. Đó, phòng này thì em thấy thế này là hợp lý rồi, nhưng mà có cái điều hòa kia là khi ta ngủ mà để điều hòa nó phả thẳng xuống đầu, nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta, nên điều chỉnh đã. Đó, đó là phòng ngủ số 1. Ở đây là phòng ngủ số 2 ạ. Ở cái dãy bên này thì được bố trí 3 phòng ngủ, và em thấy là cái phòng ngủ này là hơi thoáng, là hợp lý đấy ạ. Đấy, phòng ngủ này thì cũng thế, phòng ngủ này được khoảng 18m2. Nhưng mà chúng ta nếu mà chuẩn thì chúng ta lên kê giường nó ra giữa, không lên kê vào sát mép cửa sổ kia. Đó, phòng số 2. Và phòng này là phòng số 3. Phòng này là cái view ở đằng trước ấy. Phòng này được khoảng 16m2, view cửa sổ lớn mà ra đằng cửa. Và bác chủ nhà này lắp cái rèm này rất là chuẩn đấy ạ, rèm Hồng Kông. Đó, đó là tất cả, đây là 3 cái phòng ạ. Giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em đi sang cái không gian bếp. Đó, căn nhà này thì là hoàn thành vào năm ngoái. Ở đây là cái, đây cũng một cái phòng nữa, cho cái phòng này chắc nó tầm như cái phòng bên kia, nhưng do bác chủ nhà bác ấy đóng cửa, đây là em thôi em không mở nữa, khóa cửa nữa. Và bên cạnh đây ạ là không gian bếp.
đó, không gian bếp đó, và được mở một cái cửa ra cái sảnh phụ phía trước đây đó. Và trong cái căn nhà này thì được bố trí hai phòng vệ sinh. Bạn chủ nhà bạn ấy đã đẩy hết cái khu vệ sinh ra đằng sau này đó, sau bếp. Đây là vệ sinh một căn này, một phòng. Và đây là một phòng nữa. Đó, đó là cái nhà này. Cái nhà này thì có chiều rộng là 16 m phủ bì. Đó, và 16 m phủ bì và chiều sâu là 10 m. Đó. Và các bạn đang chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến mẫu này có thể đến hỏi thăm bác chủ nhà tại thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội. Đó. Đó là cái không gian bên trong của ngôi nhà. Ngôi nhà này được phối màu sơn rất là nhẹ nhàng, dịu dàng thôi ạ. Đó. Cửa thì được lắp hệ cửa 4 cánh. Đó, 2 cánh chính và 2 cánh phụ. Và bác chủ nhà bác đã lắp bằng sơn. Và đây những cái đường led cột. Đó, đó là hệ 4 cột, 2 cột giả, 2 cột thật. À, cái led tân cổ nhẹ nhàng. Đó, giờ em quay cái máy cho các bạn, quý vị và các bạn cùng xem. Đó, cái hệ máy của cái nhà này là đang thiếu một cái ô chuồng chim, cửa gió đấy ạ, cửa thông gió cho cái mái Nhật. Vì hiện tại là cái mái Nhật này của chúng ta là nó mái, hệ mái tương đối thấp, nhưng ở trong căn nhà này là đang thiếu, đó là thiếu những cái ô cửa gió chuồng chim ở trên cao kia. Đó, quý vị nhìn lên màn hình có thể nhìn thấy. Các bạn làm sao lên để ý đến, chú ý đến cái cửa thông gió ở trên để giúp cho ngôi nhà chúng ta nó hệ mái chúng ta thông gió, thoáng gió tốt hơn ạ. Đó. Đây là em chia sẻ hết những cái điểm của cái ngôi nhà này. Và quý vị khán giả và các bạn thấy những cái chia sẻ của em hay, hữu ích, hãy cho em một nút like, một nút đăng ký kênh. Và quý vị khán giả và các bạn đang chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến phong thủy, quan tâm đến tư vấn thiết kế, xin hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình. Dù các bạn ở mọi miền trên tổ quốc, thầy trò em sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn ạ. Đó. Một lần nữa em chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn.